One Piece là một thế giới chứa đầy những điều bí ẩn, với những vùng biển, hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, nơi đây chứa đựng những kẻ kỳ dị với sức mạnh không tưởng. Sau đây sẽ giới thiệu cho bạn những kiếm sĩ cực kỳ mạnh mẽ và bá đạo trong thế giới One Piece này nhé. Số 10 Vista, biệt danh Hoa Kiếm Vista. Vista là đội trưởng đội 5 của băng hải tặc râu trắng, là một cựu chiến binh rất có nhiều năm kinh nghiệm vì ông là một thành viên của băng từ thời Goldie Roger. Trong trận chiến ở Marineford, Hoa Kiếm Vista đã đụng độ với mắt diều hâu Mi Hắc. Số 9 Law. Trafalgar Law là thuyền trưởng của băng hải tặc Hớt và cũng là một siêu tân tinh trong thế hệ tồi tệ giống Luffy. Với biệt danh bác sĩ tử thần, Trafalgar Law sở hữu khả năng tạo ra một không gian do anh ta kiểm soát. Trong quả cầu không gian màu xanh này, Law có thể phân tách và di chuyển bất cứ thứ gì anh ta muốn, kể cả bản thân anh ta. Với khả năng này, Law thường sử dụng để chữa bệnh, hoạt động hoặc tấn công đối thủ trong không gian của mình. Đồng thời, Law cũng có thể dịch chuyển tức thời đến những nơi khác trong thời gian ngắn. Số 8 Zoro, biệt danh thợ săn hải tặc. Trước khi gặp Luffy, Zoro đã ra khơi để tìm kiếm sĩ số 1 thế giới Mi Hắc để thách đấu. Zoro có thể sử dụng từ 1 đến 3 thanh kiếm cùng lúc trong những tình huống linh hoạt, từ cận chiến tới tầm xa. Zoro còn là một trong số ít người có thể dùng kỹ thuật cao cấp Tobu Yangeki, nhát chém bay, để hạ đối thủ từ xa. Zoro phủ thanh kiếm của mình bằng Haki Bá Vương, sau đó nhát chém của anh ta trúng Fujitora thì Đô Đốc Mù có thể gặp rắc rối. Số 7, Fujitora, biệt danh Hổ Tím. Ông có khả năng điều khiển trọng lực. Ông đã tạo ra một cái hố khổng lồ và nhấn chìm những kẻ lừa đảo ở sòng bài. Ông cũng từng sử dụng trọng lực để triệu hồi thiên thạch ngoài vũ trụ cho đòn tấn công của mình. Số 6, Silver Rayleigh, biệt danh Vua Bóng Tối. Từng là thuyền phó băng hải tặc Roger, còn được gọi là cánh tay phải của vua hải tặc. Thời trẻ khi đi với Goldie Roger, Rayleigh chỉ huy tất cả thuyền viên của Roger với tư cách thuyền phó. Ông thường làm nhiều nhiệm vụ khác nhau trong khi giám sát các thuyền viên còn lại. Một trong số những nhiệm vụ này là giáo dục hai kẻ học việc là Buggy và Sanh, trong khi họ luôn mồm tranh cãi về những chuyện vớ vẩn như địa cực nào lạnh hơn. Không chỉ vậy, chúng ta còn phải nhắc tới sức mạnh vật lý cực kỳ kinh khủng mà ông này sở hữu. Bằng tay không mà Rayleigh có thể hạ gục đám Sea King. Thể lực của ông, dù đã già, nhưng còn hơn rất nhiều so với đám trẻ. Một thân một mình, Rayleigh đã bơi đến hòn đảo Amazon Lily từ đại dương khác. Quả là quá sức tưởng tượng. Tại quần đảo Sao Bao đi, Rayleigh đỡ đòn ánh sáng của Kizaru khi ông ở tuổi 78 để giúp băng mũ rơm. Số 5 Kuyuki Oden. Oden là lãnh chúa của vương quốc Wano. Ông là thủ lĩnh một nhóm các samurai huyền thoại và mạnh mẽ được gọi là Cửu Hồng Bao. Oden tự luyện song kiếm gọi là Nitori. Oden gặp râu trắng ở Wano quốc và họ đã đánh nhau một trận long trời lở đất. Số 4 Sanh, biệt danh Sanh Tóc Đỏ, là thuyền trưởng của băng hải tặc Tóc Đỏ. Sanh đã hy sinh một cánh tay của mình để cứu Luffy.
Người mà xanh tóc đỏ đề phòng nhất có lẽ là Râu Đen. Hai người gặp nhau lần đầu trong cuộc giao tranh giữa băng Roger và băng Râu Trắng. Chính Râu Đen là thủ phạm để lại ba vết sẹo cho xanh. Bản thân xanh ý thức rằng mối nguy hiểm tiềm tàng mà Râu Đen gây ra lớn hơn bất kỳ ai khác. Số 3 Goldie Roger. Roger trong One Piece là một vua hải tặc đời trước. Ông là người đã thành công chinh phục Grand Line, đồng thời sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng kho báu trong truyền thuyết One Piece. Ở hành trình đầu tiên, Roger đã nhìn thấy những phiến đá Bon Eclipse, nhưng lúc bấy giờ ông không hề quan tâm đến chúng. Phải mất một thời gian sau đó, Roger mới biết rằng đây chính là những chiếc chìa khóa mở ra thế kỷ trống. Theo truyền thuyết, khi bốn khối Bon Eclipse kết nối với nhau thì giao điểm của chúng chính là vị trí của hòn đảo cuối cùng. Đáng tiếc, Roger đã không thể tới được hòn đảo nằm ẩn giấu sau Lost Eye do không có bất kỳ người nào đọc được ngôn ngữ trên Bon Eclipse. Việc số 2, Shimotsuki Ryuma. Ryuma là thành viên của gia tộc Shimotsuki của Wano Quốc. Anh đang là một samurai huyền thoại trong thế giới One Piece. Không những nổi tiếng bởi tinh thông kiếm thuật mà anh chàng còn sở diệu hâu. Ông là một Shichibukai trước hết xuất hiện trong cả series. Ông cũng đang nắm giữ danh hiệu vị kiếm sĩ cao nhất năm châu. Trong 2 năm tham kiếp, ông là người đã thao luyện cho Zoro. Được mệnh danh là kiếm sĩ vĩ đại nhất vẫn còn sống trong toàn cầu One Piece, Zoro cách đây 2 năm đã đình đám khắp biển Đông về khả năng thuật đánh kiếm. Tuy nhiên vẫn dễ bị Mihawk thắng chỉ với một cây dao nhỏ mà ông hay sử dụng như một chiếc dao thưởng thức bữa tối. Ông từng đấu tay đôi nhiều lần với Sanji lúc họ còn trẻ. Và video xếp hạng 10 kiếm sĩ bá đạo nhất đã kết thúc rồi. Anh em có hài lòng không? Nhớ để lại comment và thảo luận nhé! Đừng quên để lại một like, một subscribe để không bỏ lỡ bất cứ video nào trên kênh của Jokers Anime. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em!